xin chào tất cả mọi người, chào mừng đã quay trở lại với channel của Hằng. Và đây sẽ là video khép lại hành trình du lịch Nhật Bản 8 ngày 8 đêm của mình. Mình đang có mặt ở tỉnh Nara. Phía sau mình là cái chùa, nhưng mà nó kiểu đang thi công ấy. Ê, mấy cái cây này mà mùa lá đỏ là hơi đẹp luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi công viên Nai. Mình đang ở công viên Nai. Nhưng mà mình hết bánh rồi, nên Nai nó đi hết rồi. Bây giờ chỉ cần có một miếng bánh là Nai nó sẽ sống lại. Hết bánh rồi. Mình đang ở khu Nam Bà. Cái khu này là nổi tiếng ở bên Nhật ấy. Nóng quá. Did you pay?
sẽ đi thủy cung. Được chứ? Đây. Em cái tòa này nổi tiếng lắm. Hai người là 5.4 thì tầm khoảng hơn 800 nhỉ? Hơn 800. Nhưng mà cái này rẻ hơn ở bên Thái Lan, Thái Lan mua 1 triệu một vé lận ấy. Đâu này rẻ hơn mà. Cái này có mấy trăm mà. Ok nha, giá hợp lý. Bây giờ thì vào thôi. Đây là kem cá heo. Hôm nay là ngày thứ 8 và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến đi lần này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn mọi người trong những video theo nhé. Bye bye!